Lễ hội du lịch Gôn Đà Nẵng 2023 sắp quay trở lại, diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến 2 tháng 9 với nhiều sự đổi mới và hấp dẫn. Ngoài giải đấu BRG Open Gold Championship Đà Nẵng 2023 thuộc hệ thống giải Gold Phát triển Châu Á, Asian Development Tour, của Asian Tour, lễ hội còn tổ chức các hoạt động nổi bật như giao lưu với gôn thủ quốc tế, trải nghiệm du lịch Đà Nẵng dành cho gôn thủ quốc tế và hội thảo quốc tế về gôn. Để đưa môn thể thao gôn gần hơn với người dân và du khách, ban tổ chức lễ hội du lịch Gôn Đà Nẵng 2023 đã bổ sung các hoạt động mới như triển lãm gian hàng và check-in, trải nghiệm tập đánh thử gôn, cũng như trình diễn thời trang và ẩm thực. Mục tiêu là tạo ra một kỳ nghỉ hứng khởi và đa dạng trải nghiệm tại Đà Nẵng dành cho gôn thủ và du khách. Giải đấu BRG Open Gold Championship Đà Nẵng 2023 diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến 2 tháng 9 và dự kiến thu hút 144 gôn thủ chuyên nghiệp, trong đó có 120 gôn thủ quốc tế và 24 gôn thủ Việt Nam. Tập đoàn BRG tiếp tục đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng với vai trò nhà tài trợ danh xưng và hỗ trợ việc đăng cai giải BRG Open Gold Championship Đà Nẵng 2023 tại sân Nicklaus Kos, thuộc sân Đà Nẵng Gold Resort. Sân Gold đã được tạp chí Gold Digest bình chọn vào top 100 sân Gold tốt nhất trên thế giới năm 2022. Ông Mark Rip, giám đốc khối của tập đoàn BRG, hào hứng chia sẻ về vai trò của tập đoàn trong giải đấu sân Nicklaus Kos tại Đà Nẵng Gold Resort cùng tổ hợp khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng Resort và Convention Center tiếp tục là điểm đến của những gôn thủ chuyên nghiệp hàng đầu trong lễ hội du lịch Gold Đà Nẵng 2023. Sân Gold đạt tiêu chuẩn thế giới, vận hành bởi đội ngũ chuyên gia chuẩn PGA. Tập đoàn BRG tự tin giải đấu BRG Open Gold Championship Đà Nẵng 2023 sẽ thành công, mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho gôn thủ và du khách, đồng thời thúc đẩy du lịch gôn phát triển mạnh mẽ hơn tại Đà Nẵng và cả nước Việt Nam. Giải đấu là một dự án dài hạn được Asian Development Tour phối hợp cùng Đà Nẵng và Việt Nam. Sự hỗ trợ từ thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng Gold Resort và VGS Group đã làm nên thành công của giải đấu. Với sự hứng thú và kỳ vọng từ các gôn thủ sau giải đấu The International Series Việt Nam của Asian Tour, Việt Nam được đánh giá cao và đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của giải đấu trong những năm tới. Lễ hội du lịch Gold Đà Nẵng 2023 đã xứng danh là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á.